Bay đi tìm tháp đuôi, ôi sao mỗi một tháp thôi. Một tháp thôi cũng gần, kiểu gì mình cũng đâm. Ok, tôi nhớ trong đây là sẽ có một ông Mobirunner. Tôi đang cần ông đấy tại vì tôi muốn cho mấy con Pokemon của tôi nó học mấy chiêu xịn sò tí. Chứ hiện tại thì chiêu nó hơi phế. Tất cả đi ghim FBI đây. Ủa, sao đều có ai hết? What the fuck? Hơi quê tí nhưng mà ở đây không có ai cho nên là cũng không quê lắm. Với cái dạng Pokemon hiện tại thì mình biết là ở dưới kia đang có cả chục cái xúc xích đang muốn cắm vô họng mình, cho nên tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bay đi tìm tháp đôi. À, ý mình là một vùng đất mới. Ơi, ở đây có một cái Poke Center này. Này, tôi nhìn cái Poke Center này tôi đã nhớ tới ngày xưa tôi xem mấy ông YouTuber này, ông ấy chơi cái bản Pokemon 1.12.2 này với lại cái bản 1.7.10 nữa. Tôi cảm giác nó hoài cổ lắm anh em. Giờ tôi nghĩ là tôi muốn khóc luôn á. Nhưng vấn đề là bây giờ khăn giấy tôi nó dùng cho mục đích khác hết rồi cho nên là tôi không khóc được. Rồi chúng ta sắp xếp lại đội hình Pokemon của mình một chút. Chúng ta sẽ loot cái PC này. Ok, chúng ta đã có cái PC. Rồi, rồi tạm biệt nữa này, ta đi đây. Ở đây có một con Shiny Burmite này. Level của nó khá là thấp cho nên là mình sẽ cần phải nhẹ nhàng với nó. Ok, chúng ta sẽ vuốt nhẹ vào bờ má nó, xong rồi chúng ta sẽ quăng bi vô người nó. Rồi, thêm một bé Shiny nữa vào đội hình. Rồi bây giờ chúng ta lại cho con mèo của chúng ta ăn kem. Rồi, ăn kem xong rồi, này nó tiến hóa rồi, ngon. Nhưng mà có điều là bây giờ cái vụ nó tiến hóa nó cũng hơi vô nghĩa. Bây giờ nó mạnh hơn xíu thì nó cũng chỉ đóng góp được 0.1% sức mạnh của tổng thể đội hình thôi anh em ạ. Bên đây có cái màn cực quang đẹp hết. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về. Có con boss Kawi kìa. Thôi thôi coi như tôi tha cho nó đó, chứ bây giờ dâm ba mấy con boss thì tôi không quấn đâu. Đúng rồi, tôi tha nó. Chứ không phải tại tôi quấn không lại. Thì có khá là nhiều NPC rồi tôi có thể farm mấy ông NPC này. Người ta có chỉnh cái file game cho nên là cái tỷ lệ mà cho kinh nghiệm của cái mod này khá là cao. Anh em có thể thấy quấn 10, level 19 thôi mà con Giratina tôi nó tăng được khá là nhiều SP. Nếu mà anh em thắc mắc tại sao là tôi có một con bay được với một con bơi được mà tôi vẫn quyết định tự bơi thì như anh em đã biết thì hoạt động thể chất là một yếu tố rất cần thiết cho sức khỏe của con người, giúp tạo ra một cơ thể khỏe mạnh. Ví dụ như là đá bánh, đá bóng, hút cần, chơi xì ke, bơi lội thì đấy. Đấy thấy chưa, tôi bơi là vì tôi luyện rèn luyện thể chất. Đấy, rèn luyện thể chất có sức khỏe, khỏe mạnh đó, chứ không phải là vì tôi quên. Đúng rồi, sao cái thuyền nên không có cái gì hết ta? Thì mẹ, ủa cái thuyền vải liền, kìa. Thuyền, fuck shit. Hệ thuyền hai tặc mà vô tầng zombie không mày, xì đau quá. Thôi, em out đây, bye bye. Hệ thuyền như liền. Rồi, chúng ta sẽ vào bờ. Ê, Magikarp, Shiny Magikarp. Nằm im đấy, còn là sau ngày hôm nay tao sẽ đem mày tới nhà thờ để thú tội. Mà con Magikarp này màu vàng, nó sẽ tiến hóa lên thành một con Gyarados màu đỏ. Thì tôi thấy nó khá là tương đồng với lại cái cờ Việt Nam ha. Cờ đỏ sao vàng. Không biết là thời đó có ông nào người Việt được cài vô làm gián điệp trong đội ngũ sản xuất Pokemon không? Master Chet. Nó cho mình một cái level đơn. Ok, cái này nó sẽ giúp mình hồi máu. Ê, Alex Ray. Ok, thì bên này tôi tìm thấy một thứ khá là thú vị. Đây. Nó đây. Một con Magikarp. Hôm nay khá là có duyên với Magikarp nhỉ. Ok, hello. Trong đây chúng ta có một cái siêu bèo. Siêu bèo thì nó cũng giúp mình hồi máu. Super Rock, ngồi ngon. Rồi, chuẩn bị có Ad Greninja rồi anh em ơi. Hay quá. Rồi, tôi đã vét hết cái nhà này rồi, giờ không còn gì trong đó nữa hết. Đi tiếp. Rồi, giới thiệu với anh em thì bên kia là một con Gyarados level 41. Nếu anh em thắc mắc tại sao mà nó nhanh như vậy thì tôi quên bật quay. Ok, tôi đã chơi khá là lâu ấy. Tôi nhận ra là tôi quên quay cái khúc đó. Cho nên là bây giờ tôi quay lại cái khác để mà nhét vào cái video này cho anh em có cái decor, chứ không mà nó có 3 phút thì nó hơi kỳ. Tôi sẽ cần phải xây một cái chỗ để mà chứa đồ, một mái ấm để mỗi khi bị lấp đầy thì tôi có thể về đây xả ra, thêm vài cái lò để cho tình thương được cháy bỏng. Rồi mọi thứ đã xong, bây giờ chúng ta đi thôi. Có con boss Mega trên đây, con boss Mewtwo, không hiểu sao là nó ở ngay đây mà tự nhiên cái game shop hồi nãy nó chỉ đeo túc 1.500 block về bên kia. Đợi mà giờ bay lên hốt xác nó nè. Rồi hãy xem slashing sale của chúng ta hốt xác con ML này. À, tôi vừa nói gì nha, tôi quên cụ nó, tôi vừa nói gì rồi. Tôi vừa nói gì anh em, tôi quên rồi. Thôi tôi cho Giratina ra quýnh ha. Búp. Ok, xong. Ngon. Đấy, Giratina lên level 45. Để xem là được đồ đây. Chúng ta có Mega Mewtwo rồi kẹo rồi cái kiểu. Bên đây nó có một cái gì đó ở dưới cái hồ này anh em ạ. Đây, nó có cái nấm hay cái gì này. Nên tôi lút lên tôi coi thử. Một cái acid mushroom. Nấm acid. Hình như là cũng không chế được gì nên thôi tôi cất xuống luôn. Đi qua hố con Shiny này vậy. Để cho thử một quả fastball đầu tiên ra luôn để test thử là nó có vô hay không. Tại con này mới level 5 thôi. Nó đứng rồi. À, nó vô rồi, ngon. Tôi nghĩ là tôi cần phải sắp xếp được đội hình lại một tí ha. Tôi sẽ cất hai con này vào.
Rồi để coi coi. Còn hai slot tôi sẽ cho Charmander với lại Squirtle ra để tôi train level. Ok Bulbasaur chờ tí nha. Ok, lắp cái aspect share cho nó nè. Hay là bây giờ tôi ra biển chơi thử nha. Ngay biển thì chắc nữa cũng có mấy con gì là lạ chứ đúng không? À, biết đâu lại có con form nào đấy. Oh shit, yeah. Ất đời hôm nay sao mà đẹp thế? Vừa có Shiny Gyarados, vừa có Mega Shiny Gyarados. Quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta chỉ việc là hốt sát con này nữa thôi. Làm gì có chuyện nào may hơn như thế này nữa ha. Ủa có nè. Ơ, vậy đi. Một con Legendary đã spawn ở trong khu vực của chúng ta. Lê, ta còn đi hốt con này. Lê lên. Con nghĩ nếu sao nó mất có chút xíu máu. What the fuck. Ý. Lê. Ú, lê đúng không. Lê lên. Trời ơi. Lê. Chết đi. Chết đi con cỏ. Chết. Fuck. Fuck you. Mẹ, tại sao ta không thể nào ta thò tay ra ta bóp cổ mày ngay. Tao thề nếu mà tao bóp được là tao sẽ bóp hết tất cả những thứ có thể bóp trên cơ thể mày. Đời mà có, đứa chết lại đi. Má chết nhanh đi, mày tao đốt cho mày 5kg tiền âm phủ. Thích xe hơi nhà lầu gì tao đốt cho, trời. Thậm chí là đốt cho mày 2 em Gyarados chân dài cũng được. À mà quên chứ hỏi nhà mày làm đéo như có chân. Mày thích cái gì dài tao đốt cho mày cái đó. Nhanh lên còn không mà tao lấy cái thứ dài nhất trên cơ thể của tao ra. Mày tao quấn cổ mày tao treo lên đấm boxing bây giờ. Nhanh lên, trời ơi, con Latias nó đang bay trên kia, nó đang chờ bên kia, holy shit. Má máu đỏ rồi, nhanh lên. Mẹ bây giờ mày muốn tử hình bằng súng hay là tiêm thuốc độc, hay là mày muốn ăn đạn được tẩm thuốc độc. Ngồi nó một chiêu nữa, oh shit, oh, you fuck. Mẹ mày có cái điều gì mày mới để mày sao sống dài vậy. Ôi cuối cùng, fuck yeah, ôi đi, anh chàng mày đã tiến hóa nữa. Tiến hóa lệ lên cô thằng lằn kia, trời ơi mày có tin tao lấy quả bom tao thục vô đít mày không? Đây ôi, cuối cùng, trời ơi, kia, nó kia, đây, anh tới với em đây. Em ơi, anh tới đây, Latias ơi. Sao con này nhìn nó cứ hao hao ở móng út là thế đéo này ta? Màu đỏ rồi theo cái kính màu xanh ở sau lưng nó nữa, mày nhìn y chang luôn ở móng út. Ê, tôi nghĩ thì bắt con này sẽ dễ thôi, nhanh thôi. Ok, tôi tin chắc là nó sẽ như vậy. Nhật ký ngày thứ 69 bắt Latias. Tôi đã kẹt ở trong cái màn hình giật giật này 68 ngày rồi. Hình như là cái màn hình này nó thích nghe nhạc EDM. Mà bình thường tôi toàn mở nhạc Bolero cho nó nghe không nên giờ nó biểu tình. Má biết vậy tôi nên đối xử tốt hơn với nó. Thôi, lần sau tôi mở kinh Phật cho nó nghe. Bắt được rồi, đi nữa, bắt được rồi, bé. Hết giật rồi, mày bố mày mượt lại rồi. 69 ngày qua cả không biết bao nhiêu hòn bi vô người nó mà cuối cùng nó cũng vô được rồi. Fuck yeah, yeah. Rồi, what the fuck? À, tao biết rồi, mày muốn cứu con em mày chứ gì? Tao biết rõ mày rồi, mày không có chuyện nữa đâu. Mày sẽ không bao giờ gặp lại con em mày đâu. Nó sẽ mãi mãi ở trong PC. Và tầng hầm nhà tao nữa. Mày muốn vô cũng không có được đâu, chỉ có Loli mới được vô thôi. À, trừ tôi ra nha, tôi là chủ hầm mà tôi thích vô ra lúc nào chả được. Ok, bỏ qua mấy chuyện đen tối thì bây giờ chúng ta đã có chút ánh sáng của sự tiến hóa. Chameleon đang tiến hóa lên thành con rồng. Một con rồng giả. Ok, một con có cánh giống rồng nhưng không phải rồng. Và tiếp theo là con Water Turtle. Ok, ngon.